Prime Minister Nguyễn Xuân Phúc works with Samsung Thái Nguyên. And export potentials for Vietnamese agro produce. Hello and welcome to another edition of BizLine on VTV4. I'm your host Hoàng Hằng and we will begin with some economic highlights over the past week. Prime Minister Nguyễn Xuân Phúc praised Samsung Electronics Vietnam Thái Nguyên for its care for workers and welcomed the group as the biggest foreign investors in Vietnam. During his working visit to the company in Thái Nguyên province on Wednesday, the Prime Minister asked the company to work with the local administration to boost production and highlighted the government's willingness to solve business difficulties. He praised Samsung for its localization rate of 57% and urged it to be an exemplary leader in terms of long-term investment, advanced technology, and social responsibility. During his official visit to Australia, Deputy Prime Minister Vương Đình Huệ attended the Australia-Vietnam Business Dialogue on Monday. At the event, he noted that Australia is now the 19th largest investor in Vietnam with 407 projects worth $1.85 billion. He suggested that Australian enterprises should expand investment activities in Vietnam in the manufacturing industry, energy, infrastructure building, services, education and tourism, agriculture, food processing and minerals. Also during his trip, Deputy Prime Minister Vương Đình Huệ met with Australian Minister for Agriculture and Water Resources, Barnaby Joyce, at a working session on Tuesday. Joyce said Australia would work closely with Vietnam to support fruit and stream exports to meet Australian import standards. Vietnam's Ministry of Science and Technology has signed a Memorandum of Understanding with Israel on cooperation in science and technology. The signing, attended by Vietnamese Minister of Science and Technology Chu Ngọc Anh and his Israeli counterpart Ophir Akunis, marked a milestone in cooperation in high-tech agriculture, aquaculture, materials technology, health science and renewable energy. The agreement supports joint project events and meetings, information exchange and cooperation between universities in Israel and Vietnam. It's expected the two countries will further cooperate in all fields and target a two-way trade turnover of $3 billion per year. The U.S. Department of Commerce, or DOC, has announced the termination of its anti-dumping investigation on polyester fiber imports from Vietnam. Earlier on June the 20th, the DOC officially initiated the investigation on polyester fiber imported from Vietnam, China, India, the Republic of Korea, and Taiwan, China, based on petitions filed by several companies in the U.S. The withdrawal of the lawsuit has been requested only for Vietnam. Vietnam's trafish, which is sold at Aeon supermarkets in Japan, is listed among the top products of high-quality goods. According to a representative from Aeon supermarkets, Vietnamese trafish products are made to mimic Japanese eel, a popular food product in Japan during the summer. Vietnam's trafish exports to Japan approximated $14 million in 2016 and $7 million in the first 5 months of 2017. Vietnamese firms have won deals to supply 175,000 tons of rice to the Philippines at a tender on Tuesday, according to the Vietnam Food Association, or VFA. The Philippines National Food Authority held an international tender to six suppliers for 250,000 tons of 25% broken rice. Among 20 eligible bidders, there are 8 from Vietnam. However, only 4 of them won the bid. Contracts for the remaining 75,000 tons went to 2 other foreign groups. The enterprises are scheduled to deliver rice to the Philippines in August and September. Those are some highlights in our economic scene. Up next, we will discuss the export potential for Vietnamese agro produce in our crosstalk.
Since early 2017, Vietnam's agro products export has witnessed positive results in the context that agricultural sector still faces a lot of difficulties. In addition to major exports such as rice, coffee, cashew, export of fruit and vegetable has been accelerated. So how can Vietnam further promote its agricultural exports and earn higher profits? Before we find out more about this issue, let's take an overview of Vietnam's agricultural exports in the first half of this year. Vietnam's export value of agroforestry aquatic products reached $20.45 billion in the first 7 months of this year, up 14.7% against the same period last year, reported the Ministry of Agriculture and Rural Development. Key farm produce raked in $10.89 billion, while aquatic products earned $4.31 billion, and forestry products brought home $4.41 billion. Vegetable and fruit exports witnessed a year-on-year rise of 50% in export value to $2.03 billion in the reviewed period. Meanwhile, pepper export turnover suffered an 80% fall to $800 million due to a 30% drop in prices. During the last 7 months, Vietnamese produce has for the first time been accepted to several new markets, including lychee to Thailand, mango to Australia, and banana to the UAE. Most recently, after Deputy Prime Minister Vương Đình Huệ's visit to New Zealand, Vietnamese rambutan will go through risk management procedures and is expected to be exported to New Zealand this year. To understand more about markets for Vietnamese agricultural exports, we will have a discussion with agricultural expert Nguyễn Đình Bích. Rất cảm ơn ông đã dành thời gian cho chương trình. Xin ông có thể cho biết những nguyên nhân sau những chuyển biến tích cực của việc xuất khẩu nông sản từ đầu năm 2017 cho tới nay. Thứ nhất thì về mặt chủ quan thì phải nói rằng là nông dân nước ta đã tích cực đẩy mạnh sản xuất. Và như vậy chúng ta có nhiều hàng nông sản hơn để cung cấp ra cho thị trường thế giới. Về phía khách quan thì chúng ta có thể thấy rằng là cái nhu cầu nông sản của thị trường thế giới năm nay có cái chuyển biến tích cực hơn. Bên cạnh đó thì chúng ta còn có thể thấy một cái lý do nữa, đó là cái giá hàng nông sản. Tôi dựa trên cơ sở các cái số liệu thống kê của Ngân hàng Thế giới thì những cái tính toán cho thấy như thế này. Giá hàng nông sản trong 6 tháng đầu năm 2017 đã tăng 1,61% so với cùng kỳ năm 2016. Rõ ràng với cái việc mà giá nó tăng lên như thế này ấy, thì nó làm khuếch đại cái kim ngạch xuất khẩu của chúng ta lên một cách tương ứng. So với những năm trước thì nông sản Việt Nam đã có những bước tiến gì nổi bật ạ? Điển hình nhất chúng ta có thể kể đến cái mặt hàng rau quả của chúng ta. Kim ngạch tăng rất ấn tượng và năm nay có nhiều khả năng chúng ta sẽ đạt kỷ lục mới trong xuất khẩu hàng rau quả ra thị trường thế giới. Bên cạnh đó chúng ta có thể thấy một cái mặt hàng khác là cái mặt hàng điều nhân. Điều nhân của chúng ta vừa tăng được về giá, vừa tăng được lượng xuất khẩu cho nên cái kim ngạch cũng tăng đột biến. Và những cái tăng đột biến kiểu như thế này thì nó góp phần vào cái mức tăng chung của toàn bộ cái hàng nông sản xuất khẩu mà chúng ta thấy. Vậy thì ông đánh giá như thế nào về cái thị trường xuất khẩu của nông sản Việt hiện tại? Hiện tại theo cái tính toán của tôi thì Trung Quốc chính là cái thị trường mà nhập khẩu nhiều nông sản nhất của chúng ta. Tỷ trọng của thị trường Trung Quốc hiện tại đã chiếm tới khoảng 25%. Tức là trong tổng số mười mấy tỷ đô la hàng nông sản của chúng ta xuất khẩu ra thị trường thế giới thì cứ 4 đô la thì chúng ta thu được 1 đô la từ thị trường Trung Quốc. Bên cạnh đó thị trường Hoa Kỳ vẫn tiếp tục cái truyền thống là cái thị trường nhập khẩu hàng nông sản lớn của chúng ta chiếm khoảng gần 1/5. Còn lại là hơn nửa trong tổng hơn 50% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng nông sản là sang tất cả các cái thị trường còn lại. Cái việc mà chinh phục được những cái thị trường mới thì đương nhiên nó mở ra cơ hội tốt hơn đối với hàng nông sản của chúng ta trong cái thời gian tới. Tuy nhiên tôi phải nhấn mạnh rằng là những cái thị trường chủ yếu của chúng ta vẫn chiếm cái tỷ trọng rất lớn. Và tập trung khai thác các cái thị trường chủ yếu tôi nghĩ vẫn là một cái hướng đi quan trọng nhất. For the first time, Vietnamese lychees are being sold at one of Thailand's biggest supermarket chains. Competing with many other products from various countries,
Vietnamese launches are proving popular thanks to their attractive packaging and clear labels of VietGAP certification, origins, geographical education and Baksan Lachi brand. Tôi đã nghe loa ở siêu thị giới thiệu vải Việt Nam được bán ở đây. Đúng lúc vải Thái Lan hết mùa, vải Việt Nam có hộp đựng, tem nhãn, nói rõ nguồn gốc, tôi rất thích và an tâm. Vietnamese lychees are also being sold at a discounted price from $10 to $70 per kilogram. Loại vải này tuy đắt hơn vải trồng ở Thái nhưng tôi thấy ngọt, hạt lại nhỏ và không bị ướt như vải Thái Lan. Promotion during the first week that the product arrived, and also we will let the customer test the free sampling fruits at the store to boost up the sales. 1 year ago, the Ministry of Industry and Trade held a Vietnam Week in Thailand, in which Vietnamese lychee was introduced to Thai consumers. This is what pushed Central Group, the owner of Big C Supermarkets in Vietnam, to import Vietnamese lychee into Thailand. This initial success opens up opportunities for other products as import taxes fall thanks to the ASEAN Economic Community. The prospects for lychee and other agro products from Vietnam to regional countries looks good. Câu chuyện về xuất khẩu vải vào Thái Lan là một ví dụ thành công trong việc xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ nông sản. Vậy thì ông có thể cho biết một số nhận định liên quan đến thành công này? Đây là một cái hình mẫu mà chúng ta phải phát triển trong những cái năm tới. Bởi lẽ chúng ta biết ấy, thực trạng xuất khẩu hàng rau quả của chúng ta trong cái thời gian vừa qua là người nông dân sản xuất vẫn cứ sản xuất. Còn thì cái việc bán cái hàng đó, xuất khẩu hàng đó ra thị trường nào thì là cái chuyện của thương nhân. Do vậy thì chúng ta chứng kiến không ít cái tình trạng là hàng nông sản của chúng ta, chủ yếu là rau quả, chúng ta mang lên biên giới phía Bắc. Và nếu mà mọi cái thứ nó suôn sẻ thì hàng của chúng ta có thể xuất khẩu được sang thị trường Trung Quốc. Nhưng mà nó có trắc trở gì đó thì lập tức là có nhiều vấn đề phát sinh. Do vậy cái mô hình mà chúng ta làm được cái quả vải theo chuỗi giá trị mà xuất khẩu sang thị trường Thái Lan ấy, tôi nói rằng là cái hình mẫu là ở chỗ là bởi lẽ như thế này. Ở đây ấy, chắc chắn có cái sự liên kết giữa người nông dân sản xuất quả vải và liên kết với những cái doanh nghiệp mà xuất khẩu quả vải đó sang thị trường Thái Lan. Có nghĩa rằng là khi bắt tay vào sản xuất, người nông dân đã định hướng được rằng là cái quả vải của tôi sẽ đi vào cái thị trường nào. Và với cái thị trường này ấy, thì phải đáp ứng được những cái yêu cầu gì, phải đảm bảo những cái tiêu chuẩn nào. Và có thể là người nông dân cũng đã biết được trước hoặc là sơ bộ biết được trước rằng là sẽ bán được cái quả vải với giá mà tôi chắc chắn rằng là cao hơn cái giá thị trường mà sang các cái thị trường truyền thống như trước đây. Theo ông, từ câu chuyện thành công này thì chúng ta có thể rút ra được những kinh nghiệm gì cho các mặt hàng nông sản khác để có thể tiếp cận được với thị trường tiêu thụ? Thứ nhất rằng là những cái khách hàng nhập khẩu của chúng ta cũng yêu cầu những cái khối lượng hàng nông sản nhất định. Các cái quốc gia nhập khẩu thì có những cái nhu cầu ổn định về những cái mặt hàng nhất định với cái khối lượng nhất định. Do vậy chúng ta rõ ràng là phải tổ chức sản xuất để đáp ứng những cái nhu cầu như thế này. Cái thứ hai nữa thì tôi nghĩ rằng là cái thị trường nông sản nó bấp bênh, nó rất bấp bênh. Và do vậy muốn tránh được cái tình trạng rủi ro quá mức ấy, thì rõ ràng là các cái doanh nông dân phải liên kết với các doanh nghiệp để tổ chức cái sản xuất nó bền vững, để mà có được cái hàng nông sản, những khối lượng hàng nông sản để đáp ứng những cái nhu cầu của thị trường thế giới. Cái thứ ba nữa chúng ta có thể thấy rằng là cái chuyện mà hàng nông sản làm thế nào để bảo đảm chất lượng. Cái yếu tố chất lượng là cái yếu tố ngày được càng được chú trọng ở trên thị trường thế giới. Cho nên rằng là rõ ràng chỉ có cái việc liên kết giữa nông dân với các cái doanh nghiệp. Trong đó thì người nông dân phải sản xuất hàng nông sản theo những cái quy trình kỹ thuật tiến bộ mới có được cái chất lượng hàng nông sản nó ổn định. Hiện nay vấn đề xây dựng chuỗi liên kết nông sản tại Việt Nam đang gặp những khó khăn và vướng mắc gì? Thứ nhất là nông dân sản xuất hàng nông sản của chúng ta là những cái hộ nông dân nhỏ lẻ, cái quy mô sản xuất ấy, rất nhỏ, và đó là một cái rào cản
trong cái việc mà xây dựng chuỗi giá trị. Bởi lẽ chúng ta hình dung như thế này, một cái doanh nghiệp mà muốn có đủ được một cái khối lượng nhất định hàng nông sản để xuất khẩu ra thị trường thế giới phải liên kết với vô số hộ nông dân. Thì rõ ràng chúng ta thấy rằng là một doanh nghiệp mà liên kết với quá nhiều chủ thể sản xuất như vậy là cái chuyện cực kỳ khó, chứ không hề đơn giản một chút nào. Cái chi phí cho cái hoạt động liên kết ấy cũng sẽ rất lớn. Cái trở ngại thứ hai ấy, theo tôi nghĩ là bản thân các hộ nông dân sản xuất nhỏ lẻ của chúng ta ấy, cái ý thức mà phải liên kết với nhau để mà làm hàng nông sản, để mà bán ra thị trường ấy, là nó không, người ta không chú trọng nhiều đến cái việc đó. Thế rồi còn một cái trở ngại nữa là cái giá hàng nông sản trên thị trường thế giới nó bấp bênh hơn hàng công nghiệp rất nhiều. Cho nên dẫn tới những cái người nông dân mà sản xuất nhỏ lẻ ấy cũng khó định hướng được cái mình sẽ làm những cái nông sản nào trong cái mùa vụ tới. 100% of growing procedures for Vietnamese perilla are done with hands. After 1 month of planting, with temperatures maintained at 33 to 35 Celsius degrees, the perilla plants are ready to be harvested. Của Việt Nam thì trồng chỗ nào mọc được. Thế nhưng để xuất sang Nhật được, người ta đòi hỏi một quy trình rất là nghiêm ngặt. Từ lúc gieo trồng cho đến thu hoạch và cái kỹ thuật hái, kỹ thuật chăm sóc và hái là rất là quan trọng. Không nào cũng quan trọng, chứ cơ bản là không phải quan trọng nhất. This kind of perilla is imported from Japan. In this 11 hectare farm, every step of growth is done organically. The soil is prepared by hand. The plants are watered by a modern spray system. The use of chemicals and machines is minimized. Nuôi gà ở đây là nhằm mục đích là cho nó ăn sâu bệnh ở trong đất ạ, đối sâu bệnh ạ. Các miếng vàng vàng này chúng tôi ấy ở đây là nhằm mục đích là bắt côn trùng ạ. Chủ yếu ở đây là ruồi, các cái con sâu bọ nhỏ, muỗi. Vì trong cái sản phẩm mà mình xuất khẩu đi, mà có những con này mà dính vào thì sẽ không đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Each perilla leaf is treated with care from growing to harvesting. Within 2 hours of harvesting, perilla leaves are sorted and preserved in frozen storage. After 5 hours of being preserved at 10 degrees Celsius, the perilla leaves are packed in small boxes and transported to Japan by air. 1 hectare of perilla like this will provide $110,000 in revenue. However, experts warn that this model is not easy to expand because of high input costs, strict technical requirements. It will be very risky if markets are not thoroughly considered during production. Gần đây thì Việt Nam đã có thể xuất khẩu tía tô xanh sang Nhật nhờ có kỹ thuật trồng và bảo quản tốt, hay như là trái vải đã xuất đi được 30 nước nhờ vào công nghệ bảo quản mới. Vậy thì ông đánh giá như thế nào về khả năng áp dụng khoa học công nghệ của ngành nông nghiệp hiện nay? Trên thực tế là nó vẫn còn những cái hạn chế nhất định. Như chúng ta biết ấy, là với cái mặt hàng hồ tiêu xuất khẩu của chúng ta ra thị trường thế giới chẳng hạn, thì do cái áp lực ở thị trường, do cái việc mà những cái biến động của giá cả, nó dẫn tới một cái tình trạng là nông dân chúng ta bón quá nhiều phân bón, tiếp theo nữa là sử dụng quá nhiều thuốc trừ sâu, và do vậy là cái mặt hàng hồ tiêu của chúng ta xuất khẩu ra thị trường thế giới với cái khối lượng rất là lớn, nhưng mà nhiều lô hàng đã bị trả lại. Hoặc ở những cái mặt hàng nông sản khác, tôi nghĩ rằng là công nghiệp chế biến còn đóng vai trò rất là mờ nhạt trong cái xuất khẩu hàng nông sản của chúng ta. Chúng ta có thể thấy rằng là chúng ta hầu như mới chỉ dừng lại ở mặt hàng gạo xuất khẩu. Còn những phụ phẩm gạo của gạo ấy thì rõ ràng là chưa có cái vai trò của công nghiệp ở đây. Tôi lấy thí dụ như là mặt hàng cái cám gạo chẳng hạn ấy, chúng ta đơn thuần chỉ dùng để làm thức ăn chăn nuôi. Thế nhưng mà người Ấn Độ ấy thì họ có cái công nghiệp chưng cất dầu cám ấy là phát triển, họ có cái quy mô sản lượng dầu cám lớn nhất thế giới. Ngoài ra chúng ta có thể thấy rằng là đối với mặt hàng rau quả, năm nay có thể là năm mà chúng ta đạt cái kỷ lục mới hơn 3 tỷ đô la, thậm chí có thể có hình dung tới 3,5 tỷ đô la hàng rau quả xuất khẩu. Thế nhưng mà cái hàng rau quả này của chúng ta ấy, hầu hết là xuất tươi ra thị trường thế giới. Còn cái rau quả chế biến ấy, tức là cái vai trò của công nghiệp ở trong này ấy, nó rất là mờ nhạt, nó còn rất nhỏ.
Và do vậy rõ ràng chúng ta ở trong cái thế vô cùng bất lợi trong việc xuất khẩu cái mặt hàng này ra thị trường thế giới. Bởi lẽ rau quả nếu xuất tươi, chúng ta phải xuất rất nhanh. Nhiều cái rau quả nếu như không xuất khẩu kịp thời, rõ ràng rằng là chất lượng nó không bảo đảm và chúng ta không thể đáp ứng được cái yêu cầu xuất khẩu nữa. In 2006, agricultural and food export to the ASEAN market reached $350 million, an increase by 10 times last year. Key products such as pepper, cashews, coffee and seafood were popular with international consumers. However, agricultural exports to this market have slowed in the past 3 years. Chúng ta càng ngày càng chịu với sự cạnh tranh rất là nhiều. Ví dụ như mặt hàng gạo chẳng hạn, trước đây thì chúng ta với Thái Lan, nhưng bây giờ bắt đầu nổi lên một số những cái đối thủ mới, ví dụ như Campuchia chẳng hạn. Đấy thì họ cũng bắt đầu tham gia và có thể sau này nữa là Myanmar là cái nước mà có rất nhiều những cái lợi thế để có thể tham gia và có thể sau này họ cũng có thể là trở thành cái nước xuất khẩu gạo. Previously, this enterprise only exported raw food. However, in the last 2 years, they've invested in more factories to produce and pack processed food in order to raise their competitiveness. Những cái sản phẩm của Thái Lan, dù cái chất lượng sản phẩm nó cũng không hơn gì của Việt Nam bây giờ, nhưng rõ ràng họ nghiên cứu tất cả những yếu tố liên quan đến cái sở thích, cái tiêu dùng của người tiêu dùng, ví dụ từ màu, sắc, rồi là những cái cách đóng gói để mà có thể phát triển được cái hàng xuất khẩu của mình thì mình phải đưa được sản phẩm vào đến các cái hệ thống bán lẻ, cũng như là đến người tiêu dùng thì mới có thể là nâng cao được cái giá trị. Despite the establishment of the ASEAN Economic Community, agricultural products still face several challenges before entering ASEAN markets. Chuyện cắt giảm thuế quan là một phần, nhưng cái rào cản lớn nhất để chúng ta tiếp cận những cái thị trường đấy là câu chuyện về các rào cản về kỹ thuật, đặc biệt là những cái điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Thì cái đấy là chúng ta còn rất là yếu. Tỷ lệ mà sản xuất của chúng ta theo cái tiêu chuẩn bền vững quốc tế thì còn rất là thấp. Thì đấy là cái mà chúng ta phải thay đổi và chúng ta phải bắt buộc là chúng ta muốn cạnh tranh tồn tại được thì cái vùng nguyên liệu của chúng ta, cái phần phẩm đầu tiên thì chúng ta phải làm tốt đảm bảo an toàn. Cooperation amongst government agencies, scientists, enterprises and farmers is essential to ensure the standardized value chain all the way from input to raw material to sales. Trong thời gian tới thì việc xúc tiến tiêu thụ các mặt hàng nông sản nên có những ưu tiên như thế nào? Theo luật pháp của chúng ta ấy, thì Bộ Công Thương là cơ quan mà chịu trách nhiệm về thương mại. Nói chung, chắc chắn trong đó có cái thương mại hàng nông sản. Như vậy chúng ta vẫn ở trong cái tình trạng là gì? Một bộ thì lo tổ chức sản xuất và quản lý cái hoạt động sản xuất, còn một bộ thì lo bán hàng. Chúng ta vẫn thường nghe nói là gì? Trong cái sản xuất mà và tiêu thụ hàng nông sản ấy là từ trang trại đến bàn ăn. Ý nói rằng là người sản xuất phải là người biết được chắc chắn rằng là cái mà mình sản xuất ra ấy, nó đặt ở trên bàn ăn của ai, với giá nào, với chất lượng như thế nào. Do vậy tôi nghĩ rằng là có lẽ câu chuyện mà tổ chức quản lý nhà nước như thế nào ấy, là cái câu chuyện đầu tiên chúng ta phải nghĩ tới trong những cái năm tới đây. Vấn đề thứ hai là để mà xúc tiến cái thương mại hàng nông sản ấy thì tôi nghĩ rằng là Bộ Nông nghiệp có lẽ phải là cơ quan mà có các cái tham tán thương mại hàng nông sản ở nước ngoài. Chính những cái chân rết ấy là những cái địa chỉ mà thu thập các cái thông tin về thị trường nông sản. Và nếu như chúng ta tổ chức nắm thị trường như thế, tìm hiểu thị trường như thế thì chúng ta mới có cái kế hoạch sản xuất nó phù hợp với nhu cầu của những cái thị trường đó. Bên cạnh điểm sáng là xuất khẩu nông sản thì ở một số lĩnh vực vẫn gặp nhiều khó khăn. Vậy thì theo ông nguyên nhân gì dẫn đến những khó khăn đó? Trước hết về mặt chủ quan ấy, thì có thể nói rằng là cái tổ chức sản xuất của chúng ta ở quy mô nào thì luôn luôn là vấn đề được đặt ra. Chúng ta đã có rất nhiều những cái quy hoạch. Thế nhưng mà những cái quy hoạch đó thì tôi nghĩ rằng là dường như làm quy hoạch chỉ để mà quy hoạch mà thôi, chứ không phải là làm quy hoạch, có quy hoạch rồi thì dùng đó làm mới công cụ để điều tiết cái chuyện tổ chức sản xuất.
Về phương diện này tôi lấy thí dụ như là cái mặt hàng hồ tiêu như tôi vừa mới nói chẳng hạn đấy. Chúng ta quy hoạch là chúng ta có diện tích 50.000 hecta hồ tiêu, nhưng mà hiện tại ấy thì chúng ta đã có 125.000 hecta hồ tiêu rồi, tức là gấp 2 lần rưỡi cái con số quy hoạch. Thế thì vậy thì cái quy hoạch đó phục vụ cho mục tiêu gì? Hoặc là họ dựa trên căn cứ nào để xây dựng kế hoạch đó? Hiện nay rau quả là ngành xuất khẩu có nhiều kết quả khả quan nhất. Vậy thì ông đánh giá như thế nào về tiềm năng xuất khẩu của ngành rau quả Việt Nam? Nếu năm nay mà cái xuất khẩu rau quả của chúng ta đạt 3 tỷ đô la thì chúng ta đã cán một cái đích mới rồi. Thậm chí chúng ta có thể đạt được 3,5 tỷ đô la hàng rau quả trong năm nay. Thì tôi nghĩ đó là một cái thành tựu rất lớn. Tuy nhiên thì nếu mà nhìn rộng ra thị trường thế giới ấy, thì tôi lại có một cái con số như thế này. Xuất kim ngạch xuất khẩu rau của thế giới là 70 tỷ đô la Mỹ năm 2016. Thế còn quả thì là 109 tỷ đô la. Rau quả chế biến ấy, thì là 59 tỷ đô la. Như vậy tổng cộng thị trường rau quả thế giới là 238 tỷ đô la Mỹ. 238 tỷ đô la Mỹ mà nếu chúng ta xuất khẩu được 3,5 tỷ thì chúng ta mới chiếm chưa tới 1,5% thị trường rau quả thế giới. Nếu như chúng ta làm tốt công tác mà xúc tiến thương mại thì chúng ta làm tốt cái khâu quy hoạch phát triển sản xuất, chúng ta làm tốt cái khâu mà liên kết chuỗi giá trị, thì tôi nghĩ rằng là xuất khẩu rau sản xuất và xuất khẩu rau quả sẽ là một cái hướng đi rất quan trọng trong cái phát triển nông nghiệp của chúng ta trong những cái năm tới. Dạ vâng, rất cảm ơn ông đã dành thời gian cho chương trình. New export products such as lychee to Thailand, Sonla mango to Australia, or the introduction of new agro products like perilla are positive signs from the agriculture sector. Vietnamese fruits and vegetables are said to have huge potential for export. If Vietnam can continue its success during the last period, the country will surely enhance the value of its agricultural exports. That also wraps up this edition of Bizline. For more of our programs and updates, please log on to vtv4.vn or youtube.com/vtv4go. From our team here in Hanoi, until next time.